Lời anh có gì mày nhung nở chiếm tay. Lời anh có gì mày ai nhỉ? Anh yêu em nhất trên đời. Anh gửi tặng em cái nhà. Chả phải thứ người khác muốn, chả lấy em mấy chiếc ôm, chả luôn thấy người khác muốn, chả luôn xa xôi rằng mọi chuyện cũng qua thôi. Chẳng tất cả mọi chuyện thiếu em anh cũng không chắc mệt khan. Anh đổ thêm điều nữa, thở dài hết đêm nay, trốn tránh những chuyện mà lẽ ra mình chẳng nên thấy. Ừ thì mọi thứ luôn cũng như chuyện như vậy. Ừ thì em đâu muốn phải va trong chuyện tình này. Chắc anh muốn tụi mình chán chở nên dẫu em nơi mình đang ở. Chắc cũng đã sao như trong trọng anh ngơ mất em thì cũng đáng chớ. Anh chỉ nghĩ duyên như là mình đến thời hạn thì phải xa cây. Chả có gì mà quá đáng lấy như thế này. Qua tay cùng quay mình của nhau ngoài lần đau. Anh trả lại em nụ cười trong quầy này hiện lần sau. Anh chưa đủ dũng cảm nhìn em trẻ hướng khác. Mà chắc còn ít kỷ niệm với nghĩ đó là đường này. Anh sẽ viết về em thêm nhiều năm nữa. Em có buồn không nếu chỉ giữ được giấc mơ. Ai mà biết cuộc đời anh còn cố đấy thôi. Lỡ ngày thấy em hạnh phúc mà cười nổi là mất anh rồi. Rồi đến bao giờ lại hứa anh bên nhau còn đâu.